Chào các bạn thứ lại, hôm nay mình sẽ học một cái bài nói về giao tiếp trong tiếng Anh. Và cái bài này mình nói về chào hỏi thông thường. Giờ mình đọc ha. How do you do? Cái câu này á, dành cho người Anh sử dụng nhiều hơn. How do you do? Giờ mình qua người Mỹ nè, người Mỹ sai như thế nào? Hello, how are you? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Đó, tôi khỏe, cảm ơn. Đó. Giờ hỏi mọi thứ như thế nào này, hỏi về bạn nữa này. Hi, how are things? How are things? How are things? Are you okay? Yeah, fine. Not so bad, thanks. How are you doing? How are you doing? Not so good. Không khỏe lắm. How's everything? So so, tầm tạm. How's everything? So so. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's nice to meet you as well. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Luôn. Tôi cũng rất vui được gặp bạn. Good morning. Chào buổi sáng. Good morning. Sir, good morning sir. Good morning sir. Chào ông buổi sáng. Giờ chào bà này. Good morning madam. Hoặc là good morning ma'am. Good morning ma'am. Good afternoon. Chào buổi chiều này. Good evening. Chào buổi tối. It's pleasure to see you. It's pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Đó, tôi rất hân hạnh, tôi rất hài lòng khi được gặp bạn. Good to see you again. Good to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. I'm pleased to see you. I'm pleased to see you. I'm pleased to see you. I'm happy to see you. I'm happy to see you. Pleased to see you too. Rất vui, rất hài lòng gặp bạn. Pleased to see you too. Rồi giờ câu hỏi này hơi khác cả này. What's up? Câu này á, dùng cho những cái người cùng lứa tuổi mà thời thanh niên ví dụ vậy, nói kiểu gặp gỡ ở đường phố ví dụ vậy đó. What's up? Really busy. Thanks. And you? What's up là con nghĩa. Có chuyện gì không? Khỏe không? Đại loại như vậy. Cũng hơi bận ha. Cảm ơn. Còn bạn thì sao? Oh, not much. And you? Không có nhiều lắm, không có gì nhiều. Bạn thì sao? Oh, same old. Cái câu này là một cái thành ngữ same old. Xưa nay vẫn vậy đó, kiểu vậy đó. How about you? How about you? How about you? How are you doing? Cũng hỏi về sức khỏe. I'm alright. You? How are you? I'm alright. And you? Hey Peter, how have you been? Peter, dạo này khỏe không man? Hey Peter, how have you been? Very well, thank you. And you? Cũng rất là khỏe hả? Cảm ơn. Còn bạn thì sao? Very well, thank you. And you? How have you been? Thế nào rồi? Giống cái câu trên này. Pretty good. Cũng cũng được. Pretty good, pretty good. Hi Peter, what have you been up to? Là dạo này làm gì không đó? What have you been up to? Nothing much. Cũng không có làm gì nhiều. Không có cái gì nhiều. What have you been up to? Not much. It's been a long time. How are you, man? It's been a long time. How are you, man? How are you, man? Man hoặc là man. Tùy cái giọng của mình ha. It's long time. It's been a long time. Cũng lâu quá rồi. Không gặp. Khỏe không? Đó. Được, tôi rất là khỏe.
I'm doing well. I'm doing well. Đó là cái bài kết thúc của mình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.